Bệnh Bạch Mai, và ngày nay thì có dịp gặp gỡ những nhà hô hấp ở Bệnh Bạch Mai, thì chúng tôi thường xuyên kết hợp với bên trung tâm hô hấp, có giải quyết được rất nhiều những cái bệnh lý ở đường hô hấp như là viêm, rồi những cái chấn thương, những sẹo hẹp. Ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày một cái chủ đề mà trên thực tế lâm sàng giữa hai cái chuyên ngành của chúng ta nó có cái mối liên quan rất là chặt chẽ, mà đôi khi ở đâu đó chúng ta lại chưa chợt nhớ tới, chưa nghĩ tới, và bởi vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị như vậy. Để cho quý vị chúng ta khỏi buồn ngủ một chút thì mời chúng ta xem cái bức tranh. Đây là một họa sĩ rất nổi tiếng, không phải là một nhà y học, và ông ta nói rằng là mũi là một phần của phổi, nhưng chỉ khác là chúng ta có thể sờ được cái mũi. Như vậy phổi cũng không sờ được, nhưng chúng ta lại nghe được như vậy. Thế thì một cái người không phải là ngành y mà ông đã cho rằng là mũi cũng là một phần của phổi, thì đây là một cái điều mà tôi cho là một cái bức tranh rất là thú vị, và tôi muốn đưa vào trong cái buổi ngày hôm nay như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Cũng không biết từ bao giờ người ta lấy cái thanh quản, người ta chia ra làm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, không biết Thái Sơn có mốc nhưng mà thời điểm nào chúng ta chia đôi như vậy. Và nhìn cái đường ranh giới này thì tôi lại nghĩ đến, chúng ta thấy rằng là một cái đường ranh giới đã chia miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam xa cách bao nhiêu năm mà chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta phải thống nhất được như vậy. Và mong muốn của chúng tôi cũng sẽ là thống nhất làm sao sẽ không còn cái đường màu vàng này nữa, để đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới chúng ta sẽ cùng với nhau giống như đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay như vậy. Câu chuyện đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới nó đã đi vào có rất lâu ở trong cái lịch sử của ngành y học của thế giới. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, chúng ta thấy là Galen trong cái quyển nói về những cái bộ phận mô tả về những cái tác dụng, cái công năng của từng bộ phận một trong cơ thể, thì ông ta nói rằng là gì? Đây là những cái dòng mà ông mô tả về những cái giải phẫu sơ khai của mũi. Và trong cái dòng này thì ông nói rằng là cái mũi chúng ta thấy có những cái cấu tạo nó loằng ngoằng với các cuốn mũi như vậy. Thì mục đích là gì? Mục đích là để cái luồng không khí nó không trực tiếp đi vào phổi, để cho không khí đi vào phổi khỏi bị lạnh, và bụi nó được giữ lại ở các cái ở mũi như vậy. Như vậy là từ thế kỷ thứ 1, con người chúng ta đã biết rằng là cái mũi với một cái vai trò là làm cho không khí không bị lạnh khi vào phổi, và giữ được cái những cái bụi không đi xuống phổi như vậy. Thì đây là một câu chuyện cũng là khá kỳ lạ ở trong lịch sử như vậy. Sau Galen thì người ta cho rằng là có rất nhiều bệnh lý ở mũi đã ảnh hưởng đến phổi, và các nhà y học thời đó người ta đã sử dụng cái biện pháp rửa mũi để điều trị các cái chứng ho mãn tính. Và xin quý thầy cô là hiện nay trong ngành tai mũi của chúng tôi, rửa mũi vẫn là phương pháp rất quan trọng để điều trị các cái bệnh lý viêm mũi và viêm xoang. Đây là biện pháp đầu tiên khi chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân điều trị bệnh viêm mũi xoang như vậy. Vậy thì ngày nay chúng tôi đã thừa kế được những cái biện pháp mà trong cổ xưa loài người của chúng ta đã ứng dụng để chúng ta dùng điều trị các cái bệnh ho mãn tính như vậy. Sau đó thì cái câu chuyện này nó lãng quên đi vào những kỷ thứ 11, 12. Thì đây là một bác sĩ người Ả Rập. Trong cái quyển là các luận thuyết về bệnh hen, thì ông ta đã mô tả rằng là bệnh hen thường bắt đầu vào cái triệu chứng cảm lạnh. Ngày đó người ta chưa biết gì về bệnh viêm mũi giếng, nhưng người cứ thấy rằng là cứ khi là cơn hen thì bệnh nhân đã bảo lại hắt hơi, sổ mũi, cụt khịt mũi. Và thời đó người ta bảo là bệnh nhân bị cảm lạnh như vậy. Như vậy là thế kỷ 11, 12 người ta đã thấy rằng là giữa hen và bệnh viêm mũi giếng cũng đã có cái mối quan hệ như vậy rồi. Sau đó thì câu chuyện lãng quên rất nhiều thế kỷ, và đến những năm 90 của thế kỷ 20, chính chúng tôi, những nhà tai mũi họng đã nhận thấy rằng khi mà điều trị bệnh viêm mũi dị ứng tốt thì các triệu chứng hen đã được cải thiện. Thì đây là một cái rất là ghi nhận bởi những nhà tai mũi họng trong lĩnh vực mà điều trị cái bệnh hen như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét ở góc độ thứ nhất, đó là cái bệnh viêm mũi dị ứng và cái bệnh hen. Ngày hôm nay tôi đã tham dự cái buổi hội thảo của thầy các cô, chúng ta sẽ nói về rất nhiều các bệnh hen, từ những vấn đề về những cái update nhất, những vấn đề về trị hen năm 2020 như vậy. Vậy thì cái câu chuyện này nó sẽ liên quan đến cái bệnh viêm mũi dị ứng như thế nào? Đây là một cái tỷ lệ rất là xa xưa rồi. Đây là một cái tỷ lệ về bệnh hen và bệnh viêm mũi dị ứng. Đến năm nay 2020 chắc chắn rằng tỷ lệ bệnh hen và bệnh viêm mũi dị ứng là tăng lên rất là nhiều. Một cái thống kê gần đây nhất chúng ta thấy rằng là khoảng 20-30% dân số của châu Âu bị bệnh viêm mũi dị ứng, và chúng ta cũng sẽ là như vậy, và chắc chắn rằng cái tỷ lệ hen cũng sẽ tăng lên rất là nhiều so với những thống kê từ năm 1998 như vậy. Người ta thấy rằng là trong khoảng 10-40% những cái viêm mũi dị ứng có hen, và khoảng 80% hen dị ứng có viêm mũi dị ứng như vậy. Đây là một cái nghiên cứu ở trên theo dõi dọc rất 23 năm ở trên 690 bệnh nhân ở những cái nhóm không có bệnh viêm mũi dị ứng và ở những nhóm có viêm mũi dị ứng. Thì người ta thấy rằng ở những nhóm lúc đầu tiên có viêm mũi dị ứng thì sau rất nhiều năm, 23 năm, thì cái tỷ lệ bị bệnh hen
tăng lên rất nhiều so với ở những nhóm bệnh nhân không có bệnh viêm mũi dị ứng. Như vậy là nếu như có tiền sử bị viêm mũi dị ứng thì rất nhiều năm sau đó có thể bệnh nhân sẽ có bệnh hen kèm theo như vậy. Đây là một nghiên cứu khác, người ta nghiên cứu ở những trẻ em có bệnh viêm mũi dị ứng và không có viêm mũi dị ứng, thì người ta thấy rằng là ở những nhóm trẻ mà có bị bệnh viêm mũi dị ứng thì cái tỷ lệ bị bệnh hen hoặc là có triệu chứng bệnh hen cao hơn rất nhiều so với những nhóm trẻ em bé không có bệnh viêm mũi dị ứng. Như vậy là gì? Nếu có viêm mũi dị ứng thì cái tỷ lệ hen rất cao như vậy. Một cái nghiên cứu khác, người ta nghiên cứu trên ở những bệnh nhân bị bệnh viêm mũi dị ứng, chúng ta thấy là trong chuyên ngành của chúng tôi thì bệnh viêm mũi dị ứng được chia làm hai loại, là loại gián đoạn và dai dẳng, giống như hen của các thầy các cô như vậy. Và chúng tôi cũng chia làm ba mức độ là nhẹ, vừa nhẹ, vừa và nặng như vậy. Thì nghiên cứu người ta thấy rằng là ở những nhóm trẻ em mà bị bệnh viêm mũi dị ứng ở mức độ nặng và dai dẳng thì cái tỷ lệ bị bệnh hen rất cao như vậy. Thì đây cũng là một nghiên cứu rất là khá thú vị như vậy. Rồi người ta cùng nghiên cứu xem là ở những người lớn và ở trẻ em cùng bị bệnh viêm mũi dị ứng thì cái nhóm nào bị bệnh viêm mũi dị ứng nhiều hơn, thì người ta thấy rằng ở trẻ em nếu như bệnh viêm mũi dị ứng thì cái tỷ lệ bệnh hen cao hơn ở những người lớn mà có bị bệnh viêm mũi dị ứng như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng là nhìn cái mối liên quan giữa viêm mũi dị ứng và hen thì người ta thấy rằng là gì, như vậy là viêm mũi dị ứng rất có thể là một yếu tố nguy cơ gây ra hen khởi phát, là viêm mũi dị ứng sau nhiều năm sau thì thấy là bệnh nhân sẽ có kèm theo hen. Thứ hai nữa là cái loại viêm mũi dị ứng mà nó nặng á, nó dai dẳng quanh năm ấy, thì cái tỷ lệ này có bệnh hen nhiều hơn ở những tỷ lệ viêm mũi dị ứng rất là nhẹ. Và thứ ba nữa là ở trẻ em những cái bị bệnh viêm mũi dị ứng thì nó cao hơn, có tỷ lệ hen cao hơn ở những người lớn có bị bệnh viêm mũi dị ứng như vậy. Và chắc chắn rằng là có thể các cô đã biết rồi, ở những bệnh nhân hen dị ứng thì cái tỷ lệ bị bệnh viêm mũi dị ứng rất cao như vậy. Và chính như vậy thì chúng ta thấy rằng là người ta nghiên cứu và cái sự đồng phối hợp đồng mắc các cái bệnh như vậy, và chúng ta xem cái tác động qua lại trong cái điều trị như thế nào. Thì đây là một nghiên cứu chúng ta biết rằng là corticoid xịt mũi là một trong loại thuốc chính để điều trị bệnh viêm mũi dị ứng, cũng giống như là corticoid của chúng ta trong điều trị bệnh hen. Người ta nghiên cứu ở những bệnh nhân mà bệnh viêm mũi dị ứng sử dụng cái corticoid xịt mũi giống như là cái fluticasone và cái nhóm sử dụng nước muối thôi, thì người ta thấy rằng là cái nhóm mà sử dụng corticoid xịt mũi thì cải thiện các triệu chứng viêm mũi và hen tốt hơn là cái nhóm mà chỉ dùng nước muối để rửa mũi. Đây là một cái nghiên cứu như vậy. Một cái nghiên cứu khác, người ta thấy rằng là thuốc kháng histamine thì bình thường là chủ yếu để chúng ta thấy để chữa các cái triệu chứng ngứa mũi và hắt hơi viêm mũi dị ứng, thì người ta cũng thấy rằng là các loại thuốc này không những là làm giảm các triệu chứng hắt hơi sổ mũi nhưng mà nó lại cũng cải thiện các triệu chứng ở hen, mặc dù chúng ta thấy rằng là cái cơ chế nó hoàn toàn không tác động gì bệnh hen cả, nhưng mà viêm mũi dị ứng nếu như là làm cho bệnh nhân giảm ngứa mũi giảm hắt hơi thì nó cũng cải thiện các cái triệu chứng của hen, thì cũng là một nghiên cứu khá là hay. Một loại thuốc khác đó là thuốc đối kháng leukotriene, và chúng ta thấy là đây là cái thuốc dùng để điều trị cả bệnh viêm mũi dị ứng và hen, và như vậy chúng ta thấy rằng là đây là một loại thuốc đồng tác động cho cả hai bệnh viêm mũi dị ứng và hen, cũng đều có kết quả khi chúng ta điều trị bệnh hen thì nó cũng có tác động đối với cả bệnh viêm mũi dị ứng như vậy. Đối với miễn dịch trị liệu như vậy, nếu chúng ta thấy là sử dụng các biện pháp liệu pháp miễn dịch để chúng tôi để mà giải mẫn cảm cho những em bé bị bệnh hen viêm mũi thì nó cũng cải thiện các cái triệu chứng về hen như vậy. Rồi thuốc nữa là thuốc đối kháng IgE. Đây là loại thuốc như thế là hiện nay chúng ta chỉ định cho những trường hợp bị bệnh viêm mũi dị ứng và bị bệnh hen nặng. Thì như vậy là thuốc đối kháng IgE này là chữa cả cho bệnh viêm mũi dị ứng và chữa cả cho bệnh hen. Như vậy rõ ràng là thấy rằng là gì? Nếu như chúng ta điều trị các bệnh viêm mũi dị ứng như là hết hắt hơi, hết ngạt mũi, hết chảy mũi thì triệu chứng hen cũng được cải thiện như vậy. Và bởi vậy chúng ta thấy là năm 2001 AREA, đây là một tổ chức lớn, có thể các cô đã biết, đây là tổ chức nghiên cứu về bệnh viêm mũi dị ứng và những tác động của nó đối với bệnh hen. Người ta đưa ra một sự đồng thuận, đó là người ta nói rằng là giữa bệnh viêm mũi dị ứng và bệnh hen, đó là United Airways, tức là một bệnh, một đường thở. Như vậy chúng ta không còn phân biệt nữa, đâu là hen, đâu là viêm mũi dị ứng nữa, mà đó là một bệnh trên một cái đường thở như vậy. Và đến bây giờ, cái United Airways nó cũng đã trở thành một cái thông dụng và chúng ta đã thừa nhận cái công nhận như vậy ở trên lâm sàng. Những nhà tai mũi họng, những nhà hô hấp, những nhà nhi đều thừa nhận rằng viêm mũi dị ứng và hen nó có một cái sự tác động qua lại với nhau như vậy, và chúng ta sẽ thường xuyên nhớ đến nhau. Nếu như các bác sĩ nhi, bác sĩ tai mũi họng chúng tôi gặp đến những bệnh dị ứng thì chúng tôi phải nghĩ xem bệnh nhân có bị bệnh hen không. Nếu như các bác sĩ trung hô hấp gặp những bệnh nhân bị hen thì phải nghĩ rằng họ có bệnh viêm mũi dị ứng hay không. Thì câu chuyện này ngày nay đã rất rõ, và từ năm 2001 chúng ta đã có như vậy. Một cái bệnh lý khác của bệnh mũi xoang, đó là bệnh viêm mũi xoang. Thì đây là cái bản đồ viêm mũi xoang ở trên toàn thế giới. Nếu như bệnh viêm mũi dị ứng nó chiếm khoảng 10 đến 40% dân số thế giới,
thì bệnh viêm mũi xoang cũng kém một tỷ lệ không không một tỷ lệ chiếm tỷ lệ không phải là nhỏ, khoảng 10 đến 15 dân số trên thế giới bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính. Chúng ta hình dung rằng là ở Việt Nam của chúng ta 90% là 90 triệu người, 15 trong số họ đã trở thành bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính, thì cái ngành tai mũi họng của chúng tôi sẽ phải giải quyết mấy nhiều triệu bệnh nhân như vậy trong cái điều trị bệnh viêm mũi xoang mãn tính. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nói về câu chuyện viêm mũi xoang mãn tính ở đối với trong bệnh lý trong chuyên ngành của chúng tôi. Chúng tôi muốn xem là những cái viêm mũi xoang mãn tính này nó tác động đến cái bệnh lý đường hô hấp dưới như thế nào. Đây là quyển EPOS năm 2020, tức là bản hướng dẫn mới nhất của châu Âu ra cho các bác sĩ tai mũi họng. Trong cái bản hướng dẫn đó hướng dẫn về cách chẩn đoán và cách điều trị các cái bệnh lý viêm mũi xoang mãn tính như vậy. Đây là mới nhất. Hôm nay có công ty Abbott ngồi đây thì trong cái quyển này cũng đã có một hướng dẫn rất cụ thể việc sử dụng cái kháng sinh Macrolide liều thấp kéo dài trong điều trị các cái bệnh lý viêm mũi xoang mãn tính, thì sau này có một cái dịp nào đó chúng ta sẽ trình bày. Và trong quyển này thì có thấy rằng là viêm mũi xoang mãn tính người ta thấy rằng là nó không phải là một bệnh nữa mà nó là một cái tổ hợp bệnh, và đây là một cái bệnh lý viêm lan tỏa của đường hô hấp dưới, và chúng ta sẽ xem là nó sẽ tác động với những cái bệnh ở đường hô hấp dưới của các cô như nào. Nào là hen, nào là COPD, nào là giãn phế quản, nào là sơ nang, rồi những cái viêm tiểu phế quản lan tỏa, thì chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ như vậy. Đây là một nghiên cứu tại Anh, người ta thấy rằng là cái tỷ lệ hen khoảng là 10% dân số bị hen và 10% dân số bị viêm mũi xoang mãn tính. Tuy nhiên thì có một cái nghiên cứu này khá thích thú, là người ta thấy rằng là những trường hợp những cái viêm mũi xoang như là viêm mũi xoang dị ứng nấm hoặc là viêm mũi xoang mãn tính có polyp thì cái tỷ lệ hen rất cao như vậy. Và ngày nay khi chúng tôi gặp những trường hợp bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính có polyp thì chúng tôi phải luôn luôn nghĩ rằng là phải luôn luôn kiểm tra xem bệnh nhân này có bị bệnh có hen hay không, một cái tỷ lệ rất cao như vậy. Một cái nghiên cứu khác là có đến khoảng gần một nửa những cái trẻ em có bị hen ấy, thì lại có bệnh viêm mũi xoang mãn tính, một cái tỷ lệ rất là cao. Không biết có thể các cô ở đây làm ở nhi, có thể có nghĩ khi trẻ em ở bị bệnh hen, có thể các cô có nghĩ nó bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính không, nhưng mà có thấy là có đến 40% những trẻ em hen lại có bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính như vậy. Và năm nay trong GINA 2020 thì người ta nhấn mạnh rằng là khi chúng ta đánh giá những cái bệnh đồng mắc ở trong cái bệnh hen thì chắc chắn ngoài bị viêm mũi dưỡng chúng ta vừa nói ra thì người thầy thuốc lâm sàng của chúng ta cần phải đánh giá xem là bệnh nhân có bệnh viêm mũi xoang mãn tính phải hợp hay không. Như vậy là trước đó là viêm mũi dưỡng rồi thì bây giờ lại có một cái bệnh thứ hai được xếp được, có thể các cô để ý, đó là bệnh lý viêm mũi xoang mãn tính ở trong cái bệnh hen như vậy. Và trong cái hướng dẫn này chúng ta thấy người ta nhấn mạnh rằng là cái bệnh đụng mắc, bệnh đó đó phải đánh giá xem có bị bệnh là viêm mũi xoang mãn tính hay không như vậy. Như vậy như thế sẽ thấy rằng là giữa viêm mũi xoang mãn tính và bệnh hen có một cái tỷ lệ rất cao và phù hợp như vậy. Một cái bệnh khác mà có thể các cô đã từ sáng giờ tôi cũng đã nghe rất là nhiều, đó là COPD. Đối với như nào? Thì người ta thấy rằng là trên những cái bệnh nhân COPD mà có bị bệnh viêm mũi xoang mãn tính là có tỷ lệ rất cao. Và người ta cho rằng chính các bệnh viêm mũi xoang mãn tính đã làm nặng lên các cái triệu chứng của COPD như vậy. Một cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là có đến 38% những bệnh nhân COPD có các triệu chứng mờ các xoang ở trên phim X-quang như vậy. Còn đối với các cái triệu chứng ở trên bệnh nhân COPD thì sao? Có rất nhiều các cái tỷ lệ từ chảy mũi, hắt hơi, khịt khẳng mũi, gằn mũi trên các cái bệnh nhân COPD như vậy. Như vậy trên COPD thì các triệu chứng của bệnh nhân viêm mũi xoang cũng có một tỷ lệ rất là nhiều. Trên lâm sàng các triệu chứng cơ năng và biểu hiện trên phim X-quang là chúng ta người ta chụp thấy các xoang này nó bị mờ ở trên các trên bệnh nhân COPD như vậy. Như vậy có thể thấy rằng là giữa cái COPD và cái viêm mũi xoang mãn tính là cũng có một tỷ lệ rất cao, và cái bệnh viêm mũi xoang nó cũng làm ảnh hưởng đến các cái triệu chứng của COPD nhiều. Một cái bệnh lý khác đó là giãn phế quản. Nghiên cứu này người ta thấy rằng là có đến 2/3 những trường hợp giãn phế quản ở người lớn có bệnh viêm mũi xoang mãn tính, tỷ lệ lớn quá rồi như vậy. Và người ta cũng cho rằng là cái sự xuất hiện đồng mắc của viêm mũi xoang mãn tính này nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả của điều trị, cái mức độ nặng của giãn phế quản như vậy. Cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là gì? Có đến tận 40, thậm chí có nghiên cứu có đến 80% những cái giãn phế quản có cái bệnh viêm mũi xoang mãn tính. Và như vậy chúng ta thấy rằng là ở đây có thể anh chị rằng có rất nhiều các bệnh lý giãn phế quản mà liên quan đến bệnh viêm mũi xoang của chúng tôi như vậy, nhất là trong một số các cái bệnh lý như là một số điển hình nhất chúng tôi gặp. Đó là hội chứng xoang phế quản. Chúng ta gặp chúng tôi với lại trung tâm hô hấp chỗ cô Phương đây, cách đây vài năm chúng tôi đã có một cái chương trình nghiên cứu với Nhật Bản. Đó là giữa bệnh lý viêm mũi xoang và bệnh lý giãn phế quản như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có thể thấy rằng là gì? Giữa bệnh viêm mũi xoang mãn tính với các bệnh như là hen, COPD và giãn phế quản chúng ta có một cái tỷ lệ phối hợp rất cao như vậy.
Vậy thì người ta thấy rằng là cái cơ chế nào mà nó lại gây ra cái sự đồng mắc như vậy? Cái cơ chế đầu tiên đó là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Ban nãy người ta đã phân chia ra lấy thanh quản, chia đường hô hấp trên và hô hấp dưới. Nhưng mà chúng ta thấy trên thực tế là hô hấp trên và hô hấp dưới, mũi xoang của chúng tôi cùng với lại khí quản, phế quản của thầy là chúng ta sẽ thông nhau một đường. Mặc dù về mặt giải phẫu, thông nhau mà về mặt cấu trúc niêm mạc hơi khác nhau một chút, nhưng chúng ta cùng mũi xoang và đường hô hấp dưới của chúng ta đều đồng lót một lớp biểu mô đường hô hấp như vậy. Như vậy là thông thương với nhau, cùng lót với nhau bởi một lớp biểu mô như vậy. Rồi cái mũi của chúng tôi, cái xoang của chúng tôi cùng với cái phổi đều hít bởi dị nguyên, bởi khí bụi, chúng ta cùng bởi một cái tác nhân như vậy. Một cái cơ chế thứ ba đó là người ta giải thích, đó là cơ chế thần kinh và gọi là mũi phế quản. Khi có một cái phản xạ thần kinh như vậy, chúng ta thấy là cái xung động được dẫn chuyển đến dây 5 và từ dây 5 này lên trung ương và từ đó kích thích dây 10. Như vậy thì với ở mũi thì là ngứa mũi, hắt xì hơi, và ở dưới phổi kích thích dây 10 thì bệnh nhân lại khò khè và khó thở. Như vậy đây là một cái cơ chế thần kinh rất là đặc biệt ở trong các bệnh lý gọi là xoang phế quản như vậy, tức là cơ chế mũi thần kinh. Đó là cơ chế thứ ba. Một cơ chế thứ tư nữa thì có thể các chị biết rằng là cái mũi của chúng tôi có chức năng làm ấm, làm ẩm và làm sạch mũi như vậy. Chứ thông qua các cơ chế, ví dụ như khi làm ấm thì nó làm cho gây tránh cái co thắt phế quản, nó lọc không khí để hạn chế các bụi và dị nguyên, nó làm ẩm không khí, nó giống như một máy điều hòa nhiệt độ để cho cái khí bụi này làm giảm cái tính phế quản của phế quản như vậy. Và như thế là cái cơ chế hắt hơi như vậy. Như vậy thì cái cơ chế làm ấm, làm ẩm, làm sạch của cái mũi đã giúp cho cái bảo vệ cái phổi ở phía dưới như vậy. Nay thì trên một bệnh nhân bị bệnh viêm mũi xoang là bệnh viêm mũi giếng, cái mũi bị nghẹt mũi, vậy thì chúng ta phải thở bằng mồm, thì cái cơ chế này không còn nữa. Như vậy cơ chế thứ tư đó là cơ chế về rối loạn cái chức năng sinh lý của mũi. Một cái cơ chế nữa đó là chúng ta thấy rằng là đây là hình ảnh chúng tôi nội soi ở bệnh nhân, những bệnh nhân viêm xoang, những cái dòng mủ từ mũi xoang nó chảy như thác đổ xuống họng của bệnh nhân như vậy, và chính bệnh nhân họ phải hít, họ phải sặc những cái dịch mũi, những cái mủ từ mũi xoang và chảy xuống phổi như vậy. Đây là một nghiên cứu trên bệnh nhân bị sơ nang phổi, người ta thấy rằng là người ta lấy dịch ở phế quản và mủ ở xoang thì có một sự rất tương đồng về tỷ lệ và loại vi khuẩn, đó là hai loại, một đó là trực khuẩn mủ xanh và hai là tụ cầu vàng. Người ta có về tiện như vậy là tương đồng về thể loại, tương đồng về tỷ lệ, và người ta nghĩ rằng chính mũi xoang này là cái nguồn gốc đã đổ mủ xuống phế quản và mang vi khuẩn từ mũi xoang này đi xuống phổi. Đấy là cái cơ chế thứ năm như vậy. Và cơ chế thứ sáu chắc là có thể các cô chị rất rõ, đó là cơ chế một cái phản ứng đáp ứng viêm hệ thống. Trên một bệnh nhân bị viêm mũi giếng, trên viêm mũi xoang, chúng ta thấy là cái cơ chế các cái chất hóa học trung gian histamine được giải phóng ra, nó không chỉ nằm ở mũi mà nó đi toàn bộ vào cái đường hô hấp dưới, cũng giống như là cái cơ chế hen của chúng ta như vậy. Thì đây là một khi một điểm ở trên đường hô hấp đã bị kích thích thì như vậy thì và giải phóng chất hóa trung gian thì nó cũng sẽ giải phóng ra toàn bộ ở trên đường hô hấp dưới. Ban nãy đó là của viêm mũi giếng, và đây là các chất trung gian đã được giải phóng ra, hóa chất viêm ở trong bệnh lý viêm mũi xoang mãn tính. Người ta cũng thấy rằng sự hiện diện của các cái biomarker này nằm ở trong dịch mũi, nằm ở trong dịch phế quản của bệnh nhân. Thì đây là một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng đáp ứng viêm hệ thống, không chỉ là mũi xoang mà toàn bộ ở đường hô hấp dưới cũng bị tác động như vậy. Đây là hình ảnh của chúng ta thấy rằng trên bệnh viêm mũi giếng, sự thâm nhiễm của các bạch cầu bái toan ở mũi ở bệnh nhân hen và sự thâm nhiễm của các bạch cầu bái toan ở trong polyp mũi. Như vậy là trên toàn bộ đường hô hấp từ polyp mũi cho đến niêm mạc mũi cho đến niêm mạc của phổi phế quản của chúng ta thấy rằng là đều bị có như thâm nhiễm bởi các tế bào viêm như là bạch cầu bái toan, đều bị tác động bởi các hóa chất trung gian được giải phóng ra như vậy. Thế thì đấy là người ta gọi là hiện tượng đáp ứng viêm hệ thống. Một cái nghiên cứu trên một bệnh nhân, chúng ta thấy là người ta đo cái nồng độ interleukin 8 ở dịch mũi và đờm, người ta thấy rằng có sự tương đồng, có nghĩa là cái interleukin 8 này ở trong đờm càng cao thì interleukin 8 này trong dịch phế quản càng cao. Rõ ràng là gì? Các hóa chất trung gian đã giải phóng ra trên toàn bộ đường hô hấp, không chỉ nằm ở mũi mà lại xuống cả phổi như vậy. Như vậy. Và cơ chế thứ bảy, một cái cơ chế người ta gọi là rối loạn chức năng biểu mô. Đây là niêm mạc biểu mô của đường hô hấp phổi của chúng ta có các lông chuyển, thì có rất nhiều các bệnh lý đó là làm bất hoạt các cái lông chuyển này là như vậy, và dẫn đến các bệnh lý như là các bệnh lý về rối loạn là lông chuyển nguyên phát như vậy. Và người ta cũng sẽ xem xét là cái viêm mũi xoang nó tác động với bệnh lý hô hấp dưới như vào. Người ta thấy rằng là khi chúng ta bị điều trị bệnh viêm mũi xoang thì điều trị bệnh hen và COPD đều được cải thiện như vậy. Một cái nghiên cứu khác là viêm mũi xoang mãn tính điều trị giãn phế quản thì thấy rằng là điều trị viêm mũi xoang cũng cải thiện các điều trị giãn phế quản như vậy. Và như vậy giữa mũi xoang và đường hô hấp dưới chúng ta thấy có một sự tương đồng về giải phẫu, về nguyên nhân,
về tế bào viêm, về phương thức điều trị và cùng phối hợp với nhau với tỷ lệ cao như vậy. Và bởi vậy, năm 2020, người ta đã đưa ra một sự đồng thuận. Thay vì trước kia là dùng United Airways, thì nay người ta dùng cái từ Global Airways Disease, tức là nói ý mức độ rằng cái mức độ của nó không chỉ là khu trú nữa, mà là câu chuyện chúng ta cần phải để ý câu chuyện này. Vậy thì trên lâm sàng, những nhà hô hấp hoặc là những nhà tai mắt của chúng ta cũng đã quan tâm câu chuyện này chưa? Đấy, như vậy thì chúng tôi về hô hấp thì các chị sẽ khuyên chúng tôi những câu hỏi. Nhưng trên lâm sàng thì chúng tôi mong muốn những nhà hô hấp đặt những câu hỏi khi chúng ta gặp những bệnh lý hen hay là giãn phế quản hay là COPD, thì hãy hỏi cho bệnh nhân chúng tôi những câu hỏi như là có ngứa mũi không, có hắt hơi không, có chảy mũi không, có khụt khịt mũi không, có kịt khạc rờm không, và nghĩ rằng những cái tỷ lệ bệnh đầu mắc viêm mũi xoang với những cái bệnh đường hô hấp dưới bao giờ có một tỷ lệ rất cao như vậy. Vậy thì cái quan điểm Global Way nói ra một điều rằng là giữa mũi xoang và đường hô hấp dưới chúng ta có một cái tỷ lệ đầu mắc rất là cao, mà trên thực ảnh lâm sàng chúng ta hãy để ý, đừng bỏ quên, mà nếu chúng ta phát hiện được thì cái nọ sẽ tác động cái kia, sẽ giúp cho việc cải thiện tốt cả bệnh đường hô hấp trên và cả đường hô hấp dưới. Và đó chính là cái thông điệp mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các quý bạn nghiệp ở đường hô hấp dưới, rằng chúng ta cùng là cùng một bệnh và chúng ta sẽ cùng điều trị. Đến đây bài báo cáo tới hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.